là bó, đập cho ăn chảo, sau từ 1 đến 5 phút cho nóng nhưng không được nóng quá và không được nguội quá. Sờ tay cảm giác là nóng nóng là được, tầm 20 đến 30 độ, đảo đều rồi bắc ra là bó. Sau khi được sao từ 1 đến 5 phút bắc ra, đổ rượu cho đều rồi dùng thìa đảo đều. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài kích thước từ 2 phân rộng 3 phân, hoặc một chiếc túi dài 3 phân rộng 2 phân. Cắt một đầu ra, đây là khăn sứa của trẻ sơ sinh. Người ta vành miệng ra. Là xúc lá từ trong chảo ra, cho vào túi. Rồi dàn mỏng. Chúng ta dùng một tấm giấy đặt ở ngoài mặt lá, nở lên. Hoặc có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xô kích thước 30 phân rộng 2 phân cùng làm mi xì như miếng máu ban đầu. Dùng thìa làm mỏng. Quấn vuông góc bốn cạnh. Dùng một tấm giấy đặt ngửa mặt lá. Đây là hai điều lá mà nhà thuốc hay dùng để đắp cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân không một cái túi dài 30 phân rộng 2 phân cũng được, mà hoặc là bệnh nhân là dùng một tấm vải xô dài 2 phân rộng 3 phân. Hai cách làm như nhau, nhưng bệnh nhân không hay quen làm thì dùng bằng túi vải này là làm phương tiện nhất và dễ làm nhất cho bệnh nhân. Còn miếng vải xô này thì cũng được, nhưng mà nhà thuốc hay làm quen thì nhà thuốc hay làm vẫn tấm vải xô này, nhưng bệnh nhân muốn thay lá mà không biết cách làm thì nên làm bằng túi vải này là thuận tiện và dễ làm nhất cho bệnh nhân mà lá không bị rơi. Trước khi nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân bằng bó thuốc nam và uống thuốc nhanh nhìn xương, nhà thuốc xem hình ảnh trên phim chụp lại mới nhất của bệnh nhân. Qua hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị gây hơn 3 xương chày ở đấm mổ phẫu thuật vít đinh và gây 3 xương mác còn rất nhiều, kết hợp bệnh nhân với mâm chày khớp gối. Thì hôm nay nhà thuốc sẽ đắp thuốc cho bệnh nhân và cho uống thuốc nhanh nhìn xương để cho xương nhanh liền và chóng bình phục. Vì trước khi nhà thuốc đắp thuốc, nhà thuốc cho vút nhẹ nhàng để cho xương mát vào vị trí bình thường, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân. Vì trên thực tế trên phim thì xương mát bệnh nhân là di lệch khá là nhiều,
và cái đẹp xương chày với làm nhiều mảnh bóc tách chảy dài. Nó nhà thuốc cái đẹp phương đắp và thuốc uống tiên lượng khoảng 45 ngày đến 65 ngày là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Bác bị bao nhiêu ngày ở đây? Được 16 hôm, 17 hôm. Mổ thì năm nay được 16 hôm. Bao nhiêu mà với xương này? Đi kiểu bình thường thuốc sâu. Năm nay bác bao tuổi rồi? 51. Bị như này mà. Vâng. Sau khi xem vết thương rồi sẽ đắp cho bác. Thì bác là vết thương hở mà. Chân sưng nhiều. Này cái đẹp phải đắp phải uống nhá. Vâng. Tiên lượng khoảng 40-45 ngày bác khỏi mới được. Em ơi, em quay gần đi. Hiện tại vết thương của bác là đấy. Xe rồi. Thì ta bắt đắp lá mặt bên này. Nhẹ nhàng thôi. Mới tháo chỉ đúng không? Vâng, mới tháo chỉ chiều hôm qua ạ. Dạ. Hàng ngày bác rửa vết thương bình thường nhé. Vâng. Tháo ra lá ra rửa vết thương bình thường. Em quay xa lại một tí đi. Cho bao sát không nhỉ? Thế tháo ra rồi lại đã, xong lại đắp vào. Đắp vào bình thường. Lại sao lại như vừa xong ấy. À, đồ rượu đắp à? Vệ thương miếng này à? Dạ. Vệ thương miếng thuốc này à? Dạ. 5 ngày 1 miếng bạn. Trong quá trình uống thuốc thì về đắp thuốc thì bác hạn chế tuyệt đối không được nhiễm với thịt chó nhé. Chó thịt gà thì vâng. Bác sẽ đắp rồi. Nhị không nhịn hết. Là bó thì đây. À, làm như này, đặt lá này, sao lá xong, đặt giấy như này. Đi sao cái này là để ở bấm hay là để... bấm thôi. Thì đắp vào vị trí gáy xương, thì đắp như này, đấy, nhá. Hoặc có thể đắp như này được. Thì là vị trí đắp của bệnh nhân, thì đây vào đây, hoặc thì xuống này được, hoặc thì đây vào đây. Thì thường là bác ra vết thương ấy thì cháu cũng đắp được quấn băng thun này. Cái dùng cái xô này. Thì bác có cái định vị nhẹp này rồi thì yên tâm, xương không di động được. Thì ra này. Khoảng độ 40 đến 35 ngày bác đi được. Nhưng mà bác kiêng tốt thì tầm 20-25 ngày bác đi được. Cái kiêng cứ ngồi nhìn này rồi. Không, kiêng gọi là đừng chịu ăn kiêng ấy. Ăn kiêng thì ăn được. Cái này nó 15-20 ngày là bác phải tập đi lại rồi. Đó. Thì xương này là tầm 15-20 ngày cả bác uống đồng can tốt lắm rồi. Tuyệt đối bác không rượu bia cháu nhé. Đau lắm, cái xương đau lắm. Cái đầu gối nó mới dài, tự mở ra một vàng. Vâng, cái này bị vướng mâm chày. Và cái xương chày khớp gối kèm theo một cái ảnh hưởng là khớp gối nữa. Đây, rồi tiếp từ từ. Sao con lót nó ít cái giấy dưới bản ở dưới cái khe thép có, này. Có bao nhiêu tân đi? Nó đỏ lắm, nó đầm thì nó đỏ. Có. Vậy là đúng quy trình rồi anh. Chuẩn, kỹ thuật luôn. Đây, sẽ có DJ tròn anh trước nhỉ mà. Ba gái chăm chú đáo nhá. Đây là cháu ngoại hả anh? Con ngoại nhà, 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 nhà em của bác đây. Đây, nó như này nhé. Thoải mái chưa?
hay là dày hơn. Rồi. Em lấy đây là nó thêm ra. Vì cái tia đè này phải nâu rất là lâu dài nên mình phải nót cái chu gáo. Em là tiếp xúc da mà đây là vải, vải chất nhiệm của nhông nhiều nóng. Em chu đáo thì mình ngồi đâu người đấy nó thoải mái hơn, không khó chịu lắm. Có thể là mặt trên này nhé, lót này được này, nó lưu thông mà nó chèn ép được khá tốt. Thế là mỗi ngày mình rửa một lần hai ngày vết thương ấy thì mình sẽ ra vết thương khỏi rồi thì mình không phải rửa. Đang cắt mới cắt chỉ thì mình... Nhưng mà cái miếng thuốc là mấy ngày thì mới bỏ ra? 5 ngày ạ. Sau ngày ở miếng cứ rửa xong lại đáp về. Thế lần sau mà ấy lại thì đặt thế nào? Vẫn đáp đi xì như đấy. À. Vâng. Mai nó khỏi vết thương thì mình lại chuyển sang với chỗ khác. Thì đáp cái thương này đang hở mang ấy mà. Thì xe hẳn mình đắp mình bên kia bên... Từ đầu cuối là cứ đắp một dế này. Không ạ, mai khỏi bên kia để đắp bên này. Cứ đắp. Chuyển hai bên. Chuyển hai bên. Bên này đang bị ấy mà. Mai cái thương nó khỏi thì mình đắp dàn mỏng lá dài ra. Thì đắp cái chùm ở cái thơ gối được mà. Nhá. Quả vết thương còn tốt. Vâng, mai vết thương hỏi mình đắp chùm được bình thường mà. Đấy, vết thương đang hở thì mình không đắp được. Mình đắp với ngoài thôi. Của bác là, của anh là xong rồi nhá. Nhớ là kiêng rượu với thịt chó. Thì em đưa thông qua cứ đắp uống đó. Thì cả đắp uống tầm 40 ngày đến 30 ngày thì khỏi thôi. Em sắp tôi uống đi. Đây là nà bò nhá. Nà bò bác trai mình này. Tất cả mình đá này và này gắn đá cháu. 5 ngày sau bác thay một miếng. Ủa, vâng, ngăn đá. Đây là cách thay ná này. Phải thuốc uống này. Thì 3 ngày một thang nhé. Cách uống này. Một thang thuốc bác đổ ngập thuốc. Đun sủi 15 đến 2 phút uống. Thay hàng ngày nhé. Nó bó 5 ngày một miếng. Nếu có thể ngăn đá cháu nhé. Bác đắp tầm 30, 40 ngày bác khỏi hoàn toàn đi được. Bình thường. Nhớ bác kia như bác trai này. Thì đối với không được rượu bên thịt chó nhé. Cá muối. Đặc biệt là rượu thịt chó, rau muống hạn chế, không ăn, không ăn nhé. Và bắt tất cả đi. Vâng, con chào bác. Mai con xuống con kiểm tra bác về quá trình mà về xương chày và xương mát nhé. Vâng. Và vừa biết mâm chày khớp gối. Bác đắp thuốc của con từ đó được bao nhiêu ngày rồi? Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng ấy. Dạ. Rồi con gập chân đi, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào. Ngồi dịch cái đây. Xin nghe anh bác này. Bác gập gập chân đây, đá lên. Đá vào, đá gập vào. Rồi, đưa thẳng lên xem. Bác xoáy cổ chân đây. Xoáy cổ chân đây. Rồi, đưa thẳng ra, gập ra. Gập vào, gập ra, gập vào. Gập ra, gập vào. Gập ra, gập vào. Rồi, bác đi đâu mà, bác kể lại quá trình đi đâu bác bị gãy gân ba. Cái xương chày và xương mang này. Mình nghiêng một bên xe bắt đầu đi xuống bị ngã dẫn tay xuống là mình lỗi mà. Bây giờ bác đi lại bình thường chưa? Dạ vâng. Gặp đi bình thường rồi đi. Vâng. Bác gặp ra gặp vào dòng lúc nữa chưa? Gặp ra, gặp vào, gặp ra, gặp vào. Bác bó ra tất cả là hơn 2 tháng à? Dạ vâng. Bác đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa ra, đưa xuống, đưa lên. Rồi bác đi lại cháu ra kia nhé. Đi lại bình thường rồi cháu. Đấy, đi bác đi nhanh thoải mái đấy, đứng đi chân đấy. Rồi đi mạnh đấy bác ạ. Đi mạnh chân lên. Rồi đi vào đây ạ. Bác bước cả bác bước cái bậc thang đi. Rồi. Rồi. Bác đi xuống đi ạ, bác đi xuống đi. Đi mạnh chân vào trong một tí. Rồi, bây giờ bác đi xe đạp vào kia ạ. Đúng rồi. Bác đi xe đạp vào cháu đi.
Rồi. Con đi xe đạp ra ngoài sân rồi cháu nhá, ngoài đường rồi cháu. Con đi xe đạp ngoài đường rồi cháu. Rồi con đi một đoạn xa rồi cháu quay lại rồi cháu. Rồi ơi. Xương là can hoàn toàn rồi nhé, tụt chiếm lại xương can hoàn toàn rồi, bớt bớt thời gian bác đi du lịch với cháu nhé. Hôm nay bác bao tuổi rồi? 51. 51 rồi, vâng. Nhà tốt bác khỏi xương này bác có mừng không? Mừng nhỉ, vâng. Khỏi. Vâng. Cái này là gáy cũng nặng vậy. Nên bác xuống kiểm tra xin lại nốt được quá trình về điều trị thuốc thường ngon á. Thì quá trình đắp thuốc này và uống không nhanh nhàng xương. Trong vòng 2 tháng bác đi lại là bình thường là tốt rồi. Vâng, chúc bác về nguyên lại khỏe nhé. Vâng, con cháu bác cho con xin cháu cho bác nhé. Hôm nay cháu xuống xin nốt hình ảnh của bác về quá trình mẹ gáy phân chảy trước mắt. Sau mổ thuật vít đinh. Bác đưa vạch cho nên bác mổ đinh được mấy tháng chưa? 6 tháng ạ. 6 tháng. Vết mổ là hoàn toàn khe rồi nhé. Mổ chảy dài này. Bác mổ được bao nhiêu tháng bác đi lại bình thường? Hơn tháng. Hơn tháng. Sau hơn tháng đó thì mấy tháng sau bác chú đinh? 6 tháng rồi. Vâng. 6 tháng. Từ đó nay bác hỏi là tất cả cả mổ cả chú đinh được mấy tháng nhỉ? Chít 7 tháng. Chít 7 tháng là hơn 5 rồi đúng không? Vâng. Giờ bác đi lại bình thường chưa? Gấp bước khoanh chân bình thường chưa? Chưa. Đó. Chỉ gấp chân bình thường là gì? Vâng. Còn hơi căng một chút. À căng đấy là do mình ở bình phục bây giờ khoanh chân hơi căng đúng không? Vâng. Thì bác tiếp tục bóp thuốc ngâm thuốc cho cháu một cái nào nốt này. Ngày cứu sống tần cho cháu nhé. Ngày căng đấy thì mổ đinh ra là ảnh hưởng đến thần kinh cơ nhé. Vít đinh và mổ đinh ra thì nó ảnh hưởng đến thần kinh gân cơ mạch máu nên nó căng cái đó. Gửi ra đi. Gửi ra, gửi vào. Gấp hẳn vào. Tốt rồi. Gấp lại bình thường đúng không? Bác đi lại cho vài vòng. Em quần nữa. Đi vòng xa xa tí nhé. Mổ này là tất cả là cả mổ nhất là 7 tháng đi lại là tốt lắm. Con này gầy dập 2, xương chảy trước mắt thấy nặng. Chạy xiên, vâng. Rồi quay lại bác ơi. Chạy xiên đến mâm chảy và dập nhiều mạch.
mổ với đinh, cái bó luôn thì nhanh. Nó đi nhanh một tí, đi nhanh một tí ạ. Rồi. Nó đi cho một vòng nhanh một tí. Quay lại, đi vòng vòng nữa. Nhanh một tí. Bước nhanh đi. Lại đi lại bình thường. Cảnh quê đẹp. Đây là thoáng mát. Rồi bác ạ. Rồi ạ. Bác ngồi đây. Mức độ này là được 100% rồi. Gối này, gối chân này. Gối ra này. Đó, nhưng ra, nhưng vào. Là tốt rồi. Bác mổ với đinh ở viện nào? Mổ đinh 3. Mình 3. Vâng. Cái mổ được 7 tháng rồi. Vâng. À, không phải cả mổ với cả với đinh, khỏi bị hơn 5 rồi. Vâng. À, trước cái bó cái đầu cung cấp thuốc uống. Vâng. À, bác một thời gian là xương bác chụp lại là cam rồi. Cam đấy. Cho hôm nay là bác tháo đinh rồi. Vâng. Khỏi được hơn 7 tháng rồi. Vâng. Mai con xin nốt hình ảnh của bác thực tế về quá trình bệnh nhân gãy xương, chảy xương mát sau một thuật với đinh. Hiện tại bác đinh rồi đúng không? Vâng. Cảm ơn cả bác nhé. Chúc bác mình khỏe nhé. Vâng. Cảm ơn bác.